Bà đã kia mua cho tôi 2 lít rượu. Ờ, ông mua gì mà tôi hoài lít dữ vậy? Mấy bữa lẻ đám bạn nó chốc mua chiếc xe. Bà đã kia mua lại lít rượu ra ra cho tôi vui hả? Ông à, việc mua xe á, ông thích ấy thì tôi chịu. Chứ nhà mình mới vừa xót ở đó được 2 nên cái nghề còn ghe bán liên tục. Nửa nặng thì chầm chắc, mà lúc nào cũng lai rai lai rai được sao? Nửa gì mà nó chầm nửa chắc vậy bà? Trời ơi, ông đâu có hộ khẩu gì mà ông biết bao nhiêu cái dây bao nửa gì. Ông làm ngơ như người không biết chữ vậy á. Tôi đã nói cho ông nè, tôi vừa ký vào biên bản, vợ chồng mình phải thanh toán nữa. Ngày mai mà không thanh toán, người ta đến cưỡng chế cho ông coi. Cưỡng chế thì bà phải chịu, chứ tới mà cưỡng kiếp gì tôi em, bà liều hôn với tôi đấy. Ông à, sống trên đời á, sống xa cái hộp trời hộp thế, sống làm sao á, thiên hạ đồng cười chê, dưới tuổi đời đã ngồi 40, mà chẳng biết lo gì cho gia đình hạnh phúc, mà suốt ngày chỉ ăn chơi xa xỉn, quan gần rồi lại quan xa, nhưng mà chẳng biết ai lo gia đình. Đến trăng trai thì hẹn hò, ông không hút thuốc thì chỉ bê tha. Mới về tôi đang nghe nhau, tuổi xuân gieo hết chìm trong tháng ngày. Mà sao ông đổ đỏ đầy, để tôi lại ông đưa, vì ông đưa ngoài hoài không? Đây tuổi đại ông ơi, có sao ông lại hút lời tôi? Giờ đâu hết đồng dân tuôn trào, giờ đây ông tính làm sao? Cảm ơn anh hãy cho con đường, con đường tôi yêu. Đây. Hôm qua tôi thấy bán tiền đâu đưa tôi? Tiền đâu mà bà đưa, thăm đưa cho tôi. Chờ tiền ở đâu mà đưa cho ông? Hôm qua tôi thấy bán lúa mấy bào, quậy cớ làm sao không tiền mà mua rượu. Một khoản tiền nhỏ chẳng đáng là bao. Bà có đưa mèo hay là đông đó, thế tôi trở phí bà sĩ anh đòn. Bố phận của con phải lo mà trách nhiệm, phải lo mà trách nhiệm. Không có giết thầy giết tôi đây, tiền lúa tiền mày đâu anh ba bữa. Ông đâu có biết tôi khổ sở thế nào, chảy biết mình làm còn làm biết đâu, làm thế đâu. Con mày cũng xét. Bà không đây phải không? Không đây thì phải đi tôi gió anh nhạc chị tôi mua điều đó. Chiếc này tôi chứ quẩy bà, tôi uống tôi chứ quẩy bà. Trời đất ơi, nói vậy mà ông cũng đây cho bèn được. Sao mình ra ruộng thêm thử ba cái đám ruộng đó đó. Chị thấy anh bị tai nạn mà nặng lắm không chị? Không nặng lắm đâu, chỉ trời xước cánh tay phải. Chắc nó vào kiểm tra, tạm kiểm tra rồi nó sửa về. Im đừng có nói gì làm nó giận dữ. Im mà, đâu dám chửi ổng. Hoàn cảnh gia đình nhà em chị biết quá rõ mà. Chắc là em sống không nổi chị à. Giữa muôn dân tố việc mừng, bảo lòng đau xót người em. Chồng đắng cay, đàm đôi luôn tới đồng ngày, có thôi mang chửi lại say ngắn
người ta nói con gái 12 bên nước treo nhờ độc chịu, đó là thời trước. Nhưng hiện nay nước thải có người còn làm lại đường nước trong. Cô chê gia đình em nước chảy chung dòng, đâu có bờ ngăn dọc chia trong. Đừng bi quan chán nản đêm lòng khổ đau, hãy vượt qua gồm thấp thịt mèo, hãy lo cho con gái theo mai sau đập đền. Nhiều người cũng gặp cảnh trái ngang, chiều mưa sang nắng khắp tràn bão giông, nhưng rồi cũng chung với vợ chồng, đâu phải ngực trắng mà lại em ơi, đâu trong cả mô theo lời chảy khuya. Chị Tân à, trải qua những tháng ngày đen trước, con em nó còn quá nhỏ, đời sống gia đình em gặp nhiều khó khăn. Nên rằng những lời khuyên của chị hôm nay, sau này con em khôn lớn, nó sẽ tốt được cái cảnh sáng nến chiều mưa chị à. Thôi em đừng nói gì, chị tưởng nó đã về chưa? Em thấy em khi nào thì tỏ mọi chuyện sẽ êm xuôi. Đừng nói thấy ổng là thấy ớn, còn ta yêu nào thấy tiếng. Ta uống cho say, uống không say thì ta không chê. Ta say ta nhớ giữ ta về. Ủa chị Tư em chơi có việc gì không vậy? Chị đến với thăm vợ chồng em và nhắc là nhiệm vụ sáng nay về an toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người khi tham gia giao thông, phải an toàn đấy em nhé. Em biết rồi chị. Thôi thôi em đừng có nói gì, vì chị đã nghe và thấy. Chị đến đi xin chị em với lời ý à, sống vợ chồng phải biết nhường biết nhường, lo là mong để sống được cái nghèo, lo cho con cái gia đình có thêm cuộc sống quên mình. Là tổ ấm chúng tôi quyết tâm ta sẽ có ngày cứu độ. Chị Tân, chị là cán bộ đoàn thể, lời chị nói em xin cứ giả cách tâm. Chắc là chồng em ông cũng đã hiểu ra, nếu không có chị em cũng hết đường. Tưởng chồng chẳng có người thương, chồng em đỡ bước con đường lối sai. Nhiều đêm em tỏ cảm tạ chị ơi, lời em chỉ
Rượu bia không phải là cấm uống, nhưng mà dùng cho đúng nơi đúng lúc và còn phụ thuộc vào gia đình và đồng tiền của mình nữa. Nhất là khi tham gia giao thông, em nhớ an toàn nhé. Thôi, chị chào gửi chồng em, chị đi đây. Bà chúng ta cùng đi lấy chị nhé. Bà lấy tan tình mà.